Trước khi vào video, mọi người cho mình xin một like đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn và chất lượng hơn nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Tập 125 của dự án phát minh của nhà phát minh Mạnh Thu. Còn sống. Đại sư huynh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại biến thành như vậy? Là tiên nhân. Chắc chắn là những tiên nhân đó. Đừng hoảng. Lúc này chỉ cần phát động cái đổi mệnh đó. Tên khốn này muốn làm chủ thế giới phải không? Mẹ nó xuống dưới cho ông. Oan uổng quá chủ nhân. Tôi là tùy tùng trung thành nhất của người. Sao tôi dám làm chủ chứ? Vậy sao lúc nãy ngươi lại khứng lại làm gì? Đầu ta xin nữa bị ngươi nổ tung thành cho. Lúc đó tôi rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Thậm chí còn không cảm nhận được bản thân nữa. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy chủ nhân đang đấm vào mặt tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì nữa. Chuyện này của thật không thể trách hắn được. Nếu thật sự trách thì chỉ có thể trách bản thân quá khinh suất. Nhưng mà đúng như câu nói chủ tớ khác biệt. Ta là chủ nhân thì chắc chắn không sai. Cho nên sai là do vỏ kiếm. Còn dám cãi lại. Không phải lỗi của ngươi chẳng lẽ còn là lỗi của ta sao? Mau kiểm điểm cho tốt. Vâng thưa chủ nhân. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Sao phòng của đại sư huynh đột nhiên nổ tung vậy? Chẳng lẽ đại sư huynh nấu cơm trong phòng? Sao đệ lại nghĩ ta nấu cơm trong phòng mà làm nổ tung nhà cửa? Ta đang chế tạo bom hạt nhân. Không có gì đâu, ta chỉ đang thử nghiệm chiêu thức mới thôi. Nhất thời không kiểm soát được lực đạo nên mới phá hủy căn phòng. Các đệ không cần lo lắng. Ra là vậy. Nhị sư muội có phải nói muốn phát động kỹ năng gì đó không nhỉ? Lúc đó bận kiềm chế vỏ kiếm nên không nghe rõ lắm, nhưng chắc là tương tự như cái kỹ năng năng lượng sinh mệnh cấp 5 gì đó mà nhị sư muội từng dùng cho mũ sư muội. Mũ sư muội vừa khéo muội tới rồi. Muội có thể gọi Tiểu Hồng ra được không? Mềm ơn tất nhiên là được. Tiểu Hồng ngoan. Tốt, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Tiểu Hồng ẩn chứa sức mạnh kiên cường. Hãy thể hiện sức mạnh thật sự của người trước mặt Tiêu Vãn Thù đã từng lập giao ước với ngươi. Ra lệnh cho ngươi giải trừ phong ấn. Câu thần chú này nghe mất mặt quá. May là không bị lộ. Đại sư huynh, vậy bây giờ có gì khác biệt so với trước không? Đúng vậy, hiện tại ta có thể để Tiểu Hồng duy trì trạng thái này trong thời gian dài. Mê mơ lạ thật, sao ta cảm thấy sức lực của mình đột nhiên tăng lên vậy? Chẳng lẽ cuối cùng ta cũng thức tỉnh siêu năng lực rồi sao? Ta sẽ biến thành siêu nhân Ninh Vân Miếu. Không chỉ sức mạnh tăng lên mà còn khả năng điều khiển cơ thể và năng lực khống chế linh khí cũng được nâng cao. Chẳng lẽ luồng ánh sáng phóng ra từ áo giáp mềm này có thể khuếch đại sức mạnh của chúng ta? Quả nhiên không hổ danh đại sư huynh. Nhưng với năng lực mạnh mẽ như vậy, đại sư huynh liệu có phải đã trả một cái giá rất đắt mới có thể đạt được hoặc sử dụng năng lực này sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho đại sư huynh. Xong rồi, lão tam bây giờ quả nhiên đã hoàn toàn biến thành thần kinh. Năng lực này vốn là do Tiểu Hồng tự bây giờ theo. Ta đã nắm được phương pháp để Tiểu Hồng duy trì lâu dài. Biến thành áo giáp mềm nên đã mở khóa năng lực này. Nhìn bây giờ thì năng lực này của thực rất mạnh mà cũng không tốn hao gì cả. Từ thông tin nhận được từ áo giáp mềm, thân thông này gọi là lôi điện bồng bồng bồng, quả thực không ảnh hưởng gì, giống như một loại bị động không tốn hao. Tại sao đại sư huynh lại giải thích một câu như vậy? Đại sư huynh đâu biết đệ đang nghĩ gì, cho nên lý do huynh ấy giải thích chỉ có một, đó là huynh ấy đang tâm hồn bất an. Mà tại sao đại sư huynh lại tâm hồn bất an? Năng lực này của nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều của đại sư huynh. Đại sư huynh, đệ hiểu cái gì cơ? Đệ đến để chọc tức ta đúng không? Thật đấy, ta cảm thấy bây giờ ta có thể một mình đánh người Tiểu Hồng. Hóa ra còn có loại thần thông này, thật sự rất lợi hại. Điều này ta quả thực là lần đầu biết. Xem ra sau khi về còn có thể tiến hành một số thử nghiệm khác với Tiểu Hồng. Nhị sư muội yên tâm. Muốn nhận được tăng cường không chỉ phải vào trong phạm vi ánh sáng này mà còn phải được sự cho phép của ta. Biểu diễn thử xem. Ví dụ như thế này. Hừ, đại sư huynh ý gì vậy? Huynh bắt nạt muội, đồ xấu xa. Ta chỉ thu hồi tăng cường với muội thôi mà. Vậy sao muội lại ngã chứ? Bình thường đi đường muội cũng hay ngã, cảm giác trên người đột nhiên thay đổi. Thế này mà không ngã sao được? Từ sư muội rõ ràng là tu thể nhưng đi đường cũng vấp ngã. Chuyện này có phải quá vô lý? Cho dù là vì nhân vật thiết lập thì cũng hơi quá đáng. Thôi không nói nữa nè. Không biết Huyền Ương kiếm với độ thuần thục 100% sẽ phát huy ra uy lực thế nào. Mà nói này, lần này ta có nên mở bán sinh thần lôi không? Phải dùng thẻ trải nghiệm cảnh giới mới được. Như vậy mới biết được chiêu này mạnh cỡ nào. Còn có thuốc tăng cường cũng phải dùng hết. Cứ dùng ngay lúc gặp mặt lần đầu đi. Như vậy sự chú ý của mọi người sẽ tập trung vào đại sư. Sự chú ý ta gây ra sẽ tương đối ít hơn. Cho dù thật sự có ai hỏi, ta cứ nói là của cổ cát tác là được. Đây chỉ là một lần thử nghiệm. Dùng hết thẻ trải nghiệm và đạo cụ tăng cường có phải hơi lãng phí không? Nhưng bây giờ chỉ là thí nghiệm, dùng mấy thứ này có phải không ổn lắm? Để ta xem nào. Còn 5 tấm thẻ trải nghiệm cảnh giới độ kiếp, 26 lọ thuốc tăng cường, không sao cả. Vậy thì không vấn đề gì, nhưng thẻ trải nghiệm cảnh giới độ kiếp quý giá như vậy, sao ngươi lại có tới 5 tấm vậy? Người mua xỉ à? Nhị sư muội vẫn như trước đây, với việc cảm nhận vận chuyển linh khí. Lần trước nhờ đại cận chỉ dùng 3 thành lực, quần áo bị cắt rách, mất mặt quá, lần này trực tiếp vận dụng 5 thành lực, lại dùng thêm máu và đao pháp. Đến một chiêu phá giải tiêu sái, lấy lại uy danh hiền hách của bản thân. Một tu hành giả thượng tam cảnh. Mà nói nguyện với Phượng Hoàng hình như cũng có hiệu quả thì phải. Vậy ta nguyện có thật nhiều đồ ăn ngon. Không đúng, phải nguyện mọi người đều bình an vô sự mới đúng. Đánh bại bọn xấu xa trên trời kia. Nếu có thể, cho ta thêm chút đồ ăn ngon nữa thì càng tốt.
Uy năng như vậy, rất khó tưởng tượng là đòn tấn công của hai tu sĩ cảnh giới như sư huynh có thể phát ra. Đủ chiêu thức đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là lấy việc hy sinh sinh mệnh lực của đại sư huynh phát động ra cũng không phải là không có khả năng. Chiêu thức thật là lợi hại, nhưng rốt cuộc nó được phát động như thế nào? Theo lý mà nói, phát động loại chiêu thức liên hợp này chẳng phải nên hợp thể mới đúng sao? Mạnh hơn lần trước. Chiến vũ thành lập, trực tiếp nắm bắt. Mê mơ. Độ kiếp rồi còn đánh cái gì nữa? Đây là bảo ta đến làm bạn luyện tập à? Rõ ràng là gọi ta tới đây để hứng đòn thôi. Chưa chắc đã không bị một kiếm này chém đứt đấy. Trương Sư thúc mau chạy đi. Sư tôn. Phản thiên rồi phải không? Các người muốn làm gì? Ai cho dùng chiêu này? Đừng đánh nữa sư tôn. Con sai rồi còn nữa. Trương Sư thúc không sao chứ? Bây giờ mới biết quan tâm đến ông ấy. Không biết còn tưởng các người vừa nãy định giết ông ấy đấy. Ông không sao chứ? Ánh mắt ông là sao vậy? Bên này là Kình Thiên Tông chủ. Ông đang nói mê sảng gì vậy? Ông có phi kiếm vận chuyển cao tốc như vậy xâm nhập thiên địa. Tỉnh táo lại cho bà. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Trương Sư thúc, vừa nãy bọn ta thật sự không cố ý muốn làm tổn thương ông. Chỉ là đến cuối cùng, bọn ta hình như lại không thể khống chế chiêu thức này, nên mới ra nông nỗi này. Thật sự xin lỗi. Ta sai rồi. Vãi lêu, tiểu tử này trải qua sinh tử, cuối cùng cũng chuẩn bị độ kiếp rồi. Đây coi như là nhờ họa được phúc. Trương Sư thúc chẳng phải căn cơ bị tổn thương, không thể miễn cưỡng độ kiếp nữa sao? Tu hành loại chuyện này ai nói trước được? Thân thể của nhân tộc rất kỳ diệu, có lẽ Trương Tình Trúc đã trầm tĩnh nhiều năm như vậy. Vết thương trong người tự lành rồi, rồi hôm nay lại bị các người làm như vậy, nên đã ngộ ra. Ra là vậy. Đã như vậy, sư tôn, bọn con cũng coi như là vô tình. Lấy công chuộc tội, người đừng tiếp tục búng chán bọn con nữa được không ạ? Con thì còn đỡ, sưng thì cứ sưng. Từ sư muội đã bị búng đến khóc rồi. Bà nói đúng ra, ba người kia thuần túy chỉ đứng bên cạnh xem mà thôi. Đau quá. Vậy sao sư tôn lại đánh bọn con? Bọn con chỉ đứng nhìn thôi mà. Có lý, vậy để bồi thường thì bắt đại sư huynh các người chết một vạn lần. Quy tắc môn phái Lưu Vân Tông vậy. Lục đạo hữu, Lục đạo hữu, Đỗ đạo hữu có chuyện muốn nói với cô, có lẽ cần phải vào trong nói. Lục đạo hữu, không phải tôi không tin tưởng mà anh, là giữa đêm hôm khuya khoắt nếu một nam một nữ ở chung một phòng, chuyện ra ngoài để Tiêu đại ca biết được thì không hay lắm. Mê mơ. Tôi hiểu ý của Đỗ đạo hữu, nhưng việc này là do sư tôn giao phó, rất là quan trọng nên vẫn nên vào trong nói thì hơn. Đã như vậy thì được thôi. Đỗ đạo hữu, tôi là người chuyển mê sinh. Mê mơ. Tôi biết Đỗ đạo hữu cũng là người chuyển sinh. Tôi không hiểu làm ý của Đỗ đạo hữu. Người chuyển sinh là sao? Đỗ đạo hữu kiếp trước từng sau khi uống rượu đã thổ lộ với tôi về tình cảm với đại sư. Cô đã nói như thế này: từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã một lòng một dạ với Tiêu đại ca đã cứu tôi. Từ lúc đó, tôi đã biết kiếp này nếu không phải anh ấy thì tôi sẽ không lấy ai. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng biết mình không xứng với Tiêu đại ca. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, rực rỡ như vậy, bên cạnh lại có rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc. Còn tôi thì có gì đâu. Được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi tin, tôi tin. Đỗ đại hữu, cô thật sự còn chưa nói xong mà. Cô không đợi tôi nói hết rồi mới phán đoán sao? Không cần đâu, tôi biết anh nói là thật. Xin anh đừng nói nữa. Cũng được, Đỗ đạo hữu tin tôi là tốt rồi. Nhưng mà Lục đại ca, anh làm sao biết tôi là người chuyển sinh vậy? Cái này thật ra từ thời điểm xuất hiện của Đỗ đạo hữu cùng với một số hành vi là có thể suy đoán ra được. Sự tình là như vậy, sau khi chuyển phát hiện mình bị một thực thể không rõ đính vào người, không chỉ mang đến nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh. May mà có sư tôn, người đã tìm được một quyển thần công trong đồ sưu tầm của thông mình. Qua tu luyện mà trừ bỏ thực thể không rõ đó, kết quả sau khi quan sát một thời gian phát hiện cô dường như cũng bị thực thể không rõ đó đính vào người, nên lần này tôi tới đây chính là để Đỗ đạo hữu thoát khỏi thực thể không thể miêu tả đó. Lại có chuyện như vậy sao? Tên của công pháp này thật là không câu nệ. Đây là công pháp sư tôn lấy được từ một bí cảnh. Có lẽ chủ nhân của bí cảnh đó cũng là người tính tình phóng khoáng. Cô và tôi đều là người chuyển sinh. Tôi tất nhiên không nỡ nhìn cô xa đọa. Hơn nữa nếu bị thực thể không thể miêu tả đó cuốn lên, có thể sẽ còn gây nguy hại đến những người xung quanh. Nên tôi mới chủ động tới đây. Ra là vậy. Thân phận kiếp trước có thể nói là mười ác không tha. Nếu Đỗ Tân Vũ cảm thấy mình muốn hại cô ấy, thì sự tình sẽ khó giải quyết. May mà giờ cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của sư tôn. Lục đại ca, anh kiếp trước sau đó, rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy? Tiêu đại ca luôn nói với tôi bản tính anh không xấu. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sao lại? Hóa ra đại sư huynh không chỉ luôn muốn dẫn dắt mình quay về chính đạo, mà còn nói tốt cho mình trước mặt người lúc khác. Lúc đó ta có thể nói là kẻ thù của chính đạo. Đại sư huynh với thân phận nhân tộc vậy mà vẫn giúp ta nói tốt. Anh ấy phải chịu áp lực lớn đến mức nào chứ? Lục đại ca, sao anh lại khóc? Anh đừng khóc mà. Đỗ đạo hữu, chuyện kiếp trước của tôi là sai lầm, tôi sẽ không biện hộ gì cả. Nhưng xin cô hãy tin, kiếp này tôi nhất định sẽ là một người tốt. Hơn nữa kiếp này nếu có ai muốn hại đại sư huynh thì phải bước qua xác của tôi trước đã. Dù sao thì Lục đại ca, anh kiếp trước của thật đã phạm rất nhiều sai lầm, những điều này không thể xóa nhòa. Tóm lại kiếp này vẫn mong Lục đại ca hết lòng hướng thiện. Nhất định phải vậy. Đã có công pháp này, xin hãy sớm tu luyện. Chậm thì sinh biến. Tôi hiểu. Nhưng Lục đại ca, cái gọi là thực thể không thể miêu tả này rốt cuộc là thực thể như thế nào? Không nghĩ tới điểm này. Đúng rồi, cứ dùng câu chuyện nhỏ trước khi mà đại sư huynh kể cho mình để giải thích vậy. Điều này rất khó nói rõ. Đỗ đạo hữu, đó mới thật sự là không thể miêu tả. Mụn nhọt, cái đầu những đường nét quái dị. Tóm lại chúng ta vẫn không nên tìm hiểu sâu làm gì. Tôi hiểu rồi. Vậy thì như vậy đi.
chỉ cần tu luyện công pháp này thì thực thể không thể miêu tả đó sẽ bị loại bỏ, rất an toàn, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Xin Đỗ đạo hữu yên tâm, nếu gặp vấn đề gì có thể đi tìm sư tôn. Được. Tuy trước đây biết tiểu nha đầu này có thể tu luyện trong mơ, nâng cao cảnh giới, nhưng luyện tập quyền phổ trong mơ thì đúng là lần đầu thấy. Đây là môn phái nào vậy? Lần này lại là chuyện gì đây? Sao lại đen kịt thế này? Ôi đại sư huynh, chẳng lẽ đại sư huynh lại bị tên xấu xa nào bắt đi? Không được, ta phải đi giữ đại sư huynh lại. Đại sư huynh, nhìn phản ứng này, chẳng lẽ lại là giấc mơ tiên tri nào đó? Tiểu Bạch, ta vừa rồi hình như lại nằm mơ tiên tri. Ta mơ thấy. Tiểu Bạch, ta vừa rồi mơ thấy cái gì nhỉ? Biết là não người không được tốt lắm, nhưng người quen nhanh vậy cũng quá đáng rồi đấy. Giấc mơ này chắc là khá quan trọng, nhưng ta nhớ không ra. Bây giờ ta chỉ cảm thấy nóng ruột, muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Còn nữa, đại sư huynh. Này, ngươi mặc quần áo vào đi đã. Tuy lần trước đó sư tôn đã dễ dàng hóa giải, nhưng uy lực của thật là tương đối tốt. Đến lúc đó ta sẽ mở hết bán sinh thần lôi các thứ, rồi lại dùng thêm một tấm thẻ trải nghiệm cảnh giới. Uy lực chắc là đủ rồi. Vấn đề duy nhất là chỉ có một cơ hội. Nếu một kích không trúng, ta cũng không lấy ra được tấm thẻ trải nghiệm cảnh giới nhân tiên thứ hai. Ngươi làm gì vậy? Không muốn sống nữa à? Mềm ơi, tứ sư muội, sau này đến tìm ta phải mặc quần áo cho đàng hoàng. Nếu bị người khác nhìn thấy, thì sẽ làm tổn hại đến danh tiết của con gái đấy. Ồ, ra là vậy. Thật ra đại sư huynh không sao cả, trong sân toàn là người nhà, không ai hiểu lầm đâu. Vậy tứ sư muội, muội tìm ta có việc gì vậy? À, thật ra, mê mơn. Ta cũng không biết tại sao lại tìm đại sư huynh nữa. Chỉ là vừa rồi sau khi tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, bản năng muốn chạy đến tìm huynh, nếu không sẽ nóng ruột. Nhưng mà giấc mơ đó ta lại chẳng nhớ được tí gì. Chờ đã, giấc mơ mà ta quên mất đó chẳng lẽ lại liên quan đến đại sư huynh? Có khi nào là mộng tiên tri không? Nhưng mà xét theo phản ứng của ta, phần lớn là một cơn ác mộng. Nói cách khác, chẳng lẽ đại sư huynh trong mơ cướp mất hết đồ ăn vặt của ta? Ta sẽ đi ngay bây giờ, thu hết đồ ăn vặt dưới gầm giường của ngươi. Nhưng mà cơn ác mộng liên quan đến ta lại khiến muội nóng ruột. Không có khả năng lắm chứ, là ta cướp hết đồ ăn vặt của muội. Không đúng. Cảm thấy việc này có điều kỳ lạ. Tứ sư muội trong này rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, nhanh chóng quên sạch giấc mơ đó, cũng không được bình thường cho lắm. Nhìn bộ dạng của tứ sư muội, chẳng lẽ là gặp ác mộng? Mê mông, đúng ta vậy. Gặp ác mộng rồi. Nếu nhất định phải nói, thì ngoài nóng ruột ra, sau khi tỉnh dậy, ta còn nảy sinh một ham muốn cấp bách muốn trở nên mạnh hơn. Đại sư huynh, huynh đi cùng ta đến thiên cầu. Tiểu Bạch trước đây đã báo mộng cho ta, nói ở đó có cách để nó trở nên mạnh hơn. Cái lý do này muội bịa ra cũng thật có trình độ. Vốn dĩ cũng muốn cho Tiểu Bạch tiến hóa nhanh, hơn nữa bây giờ xem ra giấc mộng của tứ sư muội biết đâu lại có liên quan đến thiên cầu viên. Vấn đề chính là thời gian, chắc phải đến bên yêu tộc trước. Tất cả mọi người phải có mặt trong vòng 30 phút tập hợp ở đây. Bên này tập hợp, ai đến muộn, Vạn Thu sẽ chết 10.000 lần quy tắc môn phái Lưu Vân Tông. Tứ sư muội gặp ác mộng về ta, nhất thời nóng ruột tìm đến. Ta không thể làm ông ấy thanh danh của tứ sư muội, nên mới khoác cho muội ấy một cái áo. Đã tập hợp đông đủ rồi, vậy ta nói đôi lời, các ngươi đều phải đi thiên cầu viên một chuyến. Chẳng phải trước tiên phải đến bên yêu tộc sao? Không sao, bên yêu tộc hình như có chút vấn đề, họ phải giải quyết trước đã. Vừa khéo các ngươi tranh thủ thời gian này đi thiên cầu viên, giải quyết việc đi. Nhưng phải nhanh lên, bên yêu tộc giải quyết vấn đề chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm. Ra là vậy. Vậy sư tôn, chúng con đi thiên cầu viên để làm gì ạ? Gần đây đang bận tìm nguồn năng lượng cấp 1 cho cờ giáp cự vô bá, không có nhiều thời gian lắm. Sư phụ, không phải việc gì quan trọng, con có thể không đi được không? Ngươi thật sự chế tạo cờ giáp cự vô bá? Nói thật đấy hả? Các ngươi đi lấy một ít bảo vật. Vừa khéo mỗi người một món. Mỗi người một món. Các ngươi chắc đều biết ở thiên cầu viên vạn vật không sinh trưởng, rất hoang tàn, nhưng các ngươi có biết tại sao nơi đó lại như vậy không? Con, sư tôn, con Tiểu Vân Miếu, con nói xem, con nghĩ trong này chắc có một câu chuyện tình yêu cảm động. Ví dụ như nam nữ chính yêu nhau, nhưng nam chính là chính đạo, nữ chính lại là ma tu, tình yêu của họ không được thế nhân chấp nhận. Cuối cùng những người chính đạo thậm chí còn phái người truy sát nam nữ chính. Nam chính mang theo nữ chính chạy trốn khắp nơi. Nhưng khi họ chạy đến gần thiên cầu viên, nữ chính vẫn bị một mũi kiếm lạnh lùng đâm ngã xuống trong vòng tay nam chính. Nam chính đau buồn tột cùng, không đợi lũ chó săn chính đạo đuổi tới đã rút kiếm tự sát. Bi kịch của hai người khiến thiên đế nổi giận. Được rồi, kể hay lắm, lần sau đừng kể nữa. Ơ sao con còn chưa kể đến kết cục mà? Kết cục gì đó? Thật ra chúng ta đều có thể đoán được 8-9 phần rồi. Hơn nữa Lưu Vân Tông chúng ta cũng là chính đạo, cho nên sau này đừng dùng từ lũ chó săn chính đạo nữa, dễ bị đánh lắm. Sao lại thế được? Từ sư tỷ, khả năng bịa chuyện của tỷ thật sự không được tốt lắm. Mụ sư muội, muội cũng vậy à? Thôi được rồi, nguyên nhân thiên cầu viên vạn vật không sinh trưởng là vì trong thiên cầu viên có mấy món bảo vật từ trên trời rơi xuống. Những chí bảo này mang tiên khí và nhân gian tương khắc, khiến cho thiên cầu viên bên đó dần dần trở nên cỏ cây không hoang vu không chịu nổi. Vậy ý của sư tôn là ở thiên cầu viên kia thực ra có mấy món bảo vật, lần này qua đó để chúng ta mỗi người lấy một món? Chính là ý này. Vốn dĩ không định để các con đi sớm như vậy, nhưng lần này các con ở bí cảnh tiên nhân đều có sở đắc, thực lực có tăng lên, vừa khéo có thể đi lấy trước mấy bảo vật đó. Đồ vật ta đều đã chọn sẵn cho các con. Điều lạc của con là một thanh phi kiếm. Điều hành thu của con là một cái huy hiệu. Điều vân miếu của con là một đôi giấy hổ. Điều khê của con là một viên bảo thạch. Vãn Thu, con cứ đi nhặt đồ bỏ đi, con chẳng phải là đi lấy bảo vật thống nhất sinh linh thượng cổ sao? Một thanh phi kiếm, đồ của tiên kiếm mà, đây quả là một chiến lược không tồi. Như vậy chúng ta chẳng tiên lại có thêm chút nắm chắc.
Một cái huy hiệu, không biết là huy hiệu kiểu gì. Có khi nào lại liên quan đến bộ váy nữ sư tôn từng bảo con chọn không? Khoan đã, sư tôn bảo người chọn đồ nữ à? Sư tôn người đang làm trò gì vậy? Giấy hổ là cái gì vậy? Là tiểu bạch trên đầu ngón tay sao? Bảo thạch, đã là bảo thạch tiên giới. Vậy theo lý mà nói chắc chắn phải có năng lượng khổng lồ. Biết đâu có thể lấy để làm nguồn năng lượng cấp một cho cơ giáp cự vô bá. Nhưng mà như ta đã nói trước đó, vấn đề bên yêu tộc chắc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Cho nên các con đừng kéo dài quá lâu. Lần này hành động tách biệt, mỗi người đi tìm đồ của mình. Tiếp theo chỉ cần theo chỉ dẫn của công pháp là có thể loại bỏ thực thể không thể miêu tả kia. Lại có thể tìm tới đây, hóa ra là ngươi. Vậy thì không có gì lạ. Nói đến, ngươi chính là nhân tộc đầu tiên ta nhìn thấy sau khi thức tỉnh. Không đúng, ta bây giờ cũng là nhân tộc, cho nên ngươi phải là người thứ hai ta. Chiến tướng đệ nhất tiên giới tại sao lại đầu nhập nhân gian? Những kẻ phản loạn đó lúc ấy vẫn còn đang ngủ say, ý chí chưa tỉnh. Nghe xong bẩm báo của mấy vị tiên nhân kia, liền đem sức mạnh giao cho bọn họ. Giờ nhìn lại, việc lôi nghiêm hiểm thánh chân quân đào tẩu có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng mấy tiên nhân đó có lý do gì để lừa ta chứ? Lôi nghiêm hiểm thánh chân quân hẳn là đã bị những kẻ phản loạn nhân tộc kia mê hoặc rồi. Bây giờ vấn đề cần làm rõ là nhân tộc rốt cuộc đã học tu luyện như thế nào. Nhân gian chi khí không thể làm được điều này, tiên tổ cũng tra không ra manh mối. Vậy thì tự mình đi xem thử. Đã như vậy, ngươi cứ ngủ trước đi. Cảm giác không khí nhân gian đều là mùi hôi. Nhưng mà người chuyện sinh này, xem ra nhân gian chi khí trong khoảng thời gian ta ngủ say đã làm rất nhiều chuyện. Ấn tượng đây hình như là lần thứ hai ta tới nhân gian. Lần đầu là ngay khi mới sinh ra. Lúc đó vạn vạn không ngờ tới có một ngày nhân tộc sẽ muốn phản loạn, muốn lật đổ tiên giới, xưng vương xưng bá. Hơn nữa nhân gian chi khí kia dường như cũng đang giúp đỡ bọn họ. Thật cho rằng tiên tổ ta không ai là Đỗ Đạo Hữu sao? Đỗ Đạo Hữu đúng là cô à? Đỗ Đạo Hữu, Đỗ Đạo Hữu, cô thật sự phải tin tôi. Đàn ông không có một đứa nào tốt cả. Đỗ Đạo Hữu, cô vẫn còn quá võ đoán. Đỗ Đạo Hữu, cô mê chúng ta nữ nhân chẳng lẽ nhất định phải tìm bạn đạo nam sao? Đỗ Đạo Hữu hãy gia nhập hội nữ tử của chúng tôi. Chúng ta nữ nhân đứng lên sắp tới rồi. Chúng tôi cần cô giúp đỡ chúng tôi. Gần đây hội nữ tử có phải lại có người rút lui không? Mấy tên kia lúc mới gia nhập, rõ ràng ai cũng đã thề. Kết quả từng đứa một bị mấy tên đàn ông chó đẻ kia dụ dỗ. Ta hận, ta hận. Bên kia hình như chính là cặp nam nữ chó má. Đỗ Đạo Hữu, tạm biệt ở đây. Tôi đi tính sổ với bọn chúng. Không tiễn. Nhân tộc kỳ quái làm sao? Nhưng mà nói đến, những nhân tộc này cũng không giống như muốn phản loạn. Tông chủ, con có thể vào được không? Vào đi. Hóa ra mấy vị đều ở đây. Tông chủ, hôm nay con vận chuyển công pháp người cho con. Bắt được thực thể không thể miêu tả đó. Con đã bắt nó tới đây. Thực thể không thể miêu tả. Ồ, mau mau đem lên đây. Người đàn bà này rốt cuộc muốn làm gì? Ta trước đó chẳng phải đã cảnh cáo cô ta rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn ta cảnh cáo lần nữa? Đỗ Đạo Hữu thật sự bắt được rồi. Cũng phải, dù sao cũng là công pháp sư tôn cho mà. Cố nhiên mọi hành động của sư tôn đều có mục đích. Cho nên sư tôn bảo con lấy một bộ y khăn rốt cuộc là để làm gì? Lão ta, ngươi thật sự lấy một cái váy từ chỗ sư tôn à? Đỗ thị tỷ vừa nói thực thể không thể miêu tả gì đó. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Thực thể không thể miêu tả, chẳng lẽ là vị được ghi trong cuốn cấm thư kia? Lần này ngươi làm không tồi. Nhưng nếu ngươi muốn hỏi đây rốt cuộc là cái gì, ta chỉ có thể nói ngươi hiểu thì hiểu, đừng hỏi thêm làm gì nữa. Còn mấy người các ngươi cũng vậy. Được rồi, ngươi an toàn rồi, về đi. Vâng, Tiêu đại ca. Gần đây huynh có ngày nào rảnh không? Đỗ, Đỗ Đạo Hữu, ta thấy cô không nên gấp gáp như vậy. Cái đó gọi là gấp gáp à? Ồ, gấp gáp. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng ta cảm thấy Đỗ tỷ tỷ làm vậy là không đúng, khiến ta hơi tức giận. Ta cũng thấy lời tứ sư tỷ nói có lý. Theo xác suất mà tính, 81% xác suất đã rất cao rồi. Vạn nhất ta thật sự thích đại sư huynh thì không thể để tên này cướp mất được. Không phải nhị sư muội không đứng dậy. Sao hai người các ngươi lại đứng dậy? Hai vị chẳng lẽ thích Tiêu đại ca sao? Có chuyện gì ngồi xuống nói cho rõ ràng. Đều là bạn bè tốt cả mà. Lúc này rồi, sư tôn người đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa, đồ khốn. Về điểm này, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định. Tiểu Lạc, con gặp vấn đề khi tu luyện tâm pháp. Sao lại bắt đầu tức giận vô cớ thế? Sau này ta sẽ kê đơn thuốc cho con. Vậy Tiểu Khế, con nói vậy là sao? Chuyện thích một người rất khó nói rõ. Theo lý mà nói, bất kỳ ai cũng có khả năng thích đại sư huynh. Tiểu Lạc, vấn đề tâm pháp của con hơi nghiêm trọng, phải kiểm soát lại đi. Vậy Tiểu Vân Miếu, con thì sao? Con nghĩ... Dừng, ta nói dừng. Đỗ Đạo Hữu, gần đây ta rất bận. Nếu cô có chuyện quan trọng tìm ta, thì cứ nói ở đây đi. Bận vậy thì thôi vậy. Đợi Tiêu đại ca rảnh rồi nói sau. Được rồi, Đỗ Đạo Hữu đi rồi. Vậy chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện lúc này đi. Sư tôn làm sao vậy? Trói con, tu luyện tâm pháp gặp vấn đề, dễ tức giận vô cớ. Cởi trói trước đi. Sao không phải tâm pháp gặp vấn đề? Vậy là chỗ nào gặp vấn đề? Sao lúc nãy lại đột nhiên tức giận? Chúng ta tiếp tục nói.
Lần này bảo các con đi lấy bảo vật, đó đều là chí bảo tiên giới, còn mạnh hơn cả tiên bảo, cũng còn bướng hơn cả tiên bảo, có thể vừa thấy các con là chạy mất, nên ta đã chuẩn bị cho các con thứ này. Ta đặt tên cho nó là nhất trảo nhất cá chuẩn chướng. Tin rằng các con cũng không cần ta giải thích nhiều. Dù sao thứ này hoàn toàn là thao tác cho người ngu. Đến lúc đó thấy bảo vật, trực tiếp dùng linh khí khóa định đánh dấu nó, rồi rót linh khí vào trong cái trứng này là được. Cái trứng này sẽ tự động hành động. Còn nữa là, bây giờ bên thiên cầu viên đã không thể bay trên không được nữa. Nếu có nhu cầu, các con chỉ có thể đi bộ, đừng bay lên trời, nếu không sẽ bị sét đánh đấy. Thiên cầu viên còn có quy củ như vậy sao? Theo lý mà nói, bên thiên cầu viên chỉ là vạn vật không chứ không có cấm bay mới đúng. Theo ý sư tôn vừa nói, thiên cầu viên hẳn là mới không thể bay được gần đây. Sư tôn chắc sẽ giải thích cho chúng con chứ ạ. Trước đây của thật là không cấm bay, nhưng mà ngay hôm qua, để tiết kiệm thời gian cho các con, nên ta đã đi thiên cầu viên một chuyến. Sư tôn đã giúp chúng con lấy được mấy bảo vật đó ạ. Những bảo vật đó đều phải nhận chủ mới có thể phát huy uy lực tối đa. Các con phải tự mình đi hàng phục chúng. Ta đã qua đó giúp các con bố trí trận pháp truyền tống. Như vậy các con chỉ cần thông qua trận pháp là có thể trực tiếp truyền tống đến vị trí của những bảo vật đó. Việc tiếp theo chỉ cần làm là để bảo vật nhận chủ mà thôi. Vậy của thật là thuận tiện hơn nhiều. Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến việc thiên cầu viên cấm bay? Cái này thì các con hẳn đều biết. Loại trận pháp truyền tống này cần dùng đến khá nhiều thiên tài địa bảo, tiêu hao cũng tương đối lớn. Rồi ta lại một lần bố trí nhiều chỗ như vậy, nên động tĩnh gây ra có lẽ hơi lớn. Sau đó đã thu hút sự chú ý của bên trên. Gần đúng, thật ra là thu hút sự chú ý của mấy bảo vật đó. Dù sao chúng cũng đều đã khai linh trí, nhưng mà mấy thứ cứt chó đó làm sao có thể đối phó được ta chứ? Cho nên chúng đã thêm cấm chế gì đó bên thiên cầu viên. Ta nói hay ngươi nói? Ngươi còn muốn nói nữa à? Hay để ngươi nói đi. Sư tôn người tiếp tục đi ạ. Ha, tình huống thì cũng gần đúng, giống như Vạn Thu nói, ta không thể giải thích rõ ràng cho các con được, chỉ có thể nói ngươi hiểu thì hiểu. Tóm lại bây giờ mảnh đất đó không thể bay, các con hãy nhớ kỹ điểm này. Nhưng mà điểm này thật ra chỉ cần Vạn Thu nhớ là được, dù sao hắn còn có nhiệm vụ khác. Mấy đứa các con trực tiếp truyền tống qua đó, lấy được bảo vật rồi truyền tống về là xong. Còn về các tu sĩ khác, dù sao chỗ đó vốn dĩ đã ít người lui tới, ta cũng đã để lại cảnh cáo rồi, nếu vẫn còn tu sĩ không màng cảnh cáo mà bay vào thì ta cũng hết cách. Đại sư huynh lại có nhiệm vụ gì nữa? Chẳng lẽ đại sư huynh lại phải liều mình sao? Không được, ta phản đối. Nhưng mà bây giờ ta phản đối, đại sư huynh và sư tôn chắc chắn sẽ không nghe ta. Vậy chỉ có thể đi thiên cầu viên, vượt qua qua này bảo vật, rồi đi tìm đại sư huynh thôi. Đại sư huynh chẳng lẽ định bắt đầu hy sinh bản thân? Không, sư tôn chắc sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng vạn nhất đại sư huynh thậm chí còn giấu cả sư tôn. Không được, ta phải nhanh chóng giải quyết. Rồi đi tìm đại sư huynh. Nhiệm vụ của đại sư huynh là nhiệm vụ gì vậy? Đại sư huynh có gặp phải nguy hiểm gì không? Sao lại vô cớ có chút hoang mang thế nhỉ? Sau này ta có nên theo sát đại sư huynh thì hơn không? Đại sư huynh lại có nhiệm vụ riêng, có gặp phải nguy hiểm gì không? Không được, bây giờ ta rất có thể là thích đại sư huynh, nhất định phải nghĩ cách bảo vệ huynh ấy. Tuy trong lòng ấm áp, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Thật ra chỉ là hoàn thành nhiệm vụ siêu tiến hóa của tiểu bạch thôi. Trước đó đã nói chuyện này với sư tôn từ lâu rồi. Dù sao từ sư muội này đứa trẻ não không được sáng lắm. Gặp phải nguy hiểm gì thì cứ bóp nát nó, ta sẽ thông qua trận truyền tống qua đó cứu các ngươi. Được rồi, cho các ngươi thời gian một nén nhang để chuẩn bị. Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, tranh thủ lên đường. Tiểu Văn Miếu nằm mơ thấy ác mộng có thể liên quan đến Vãn Thu. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hơn nữa, ta đã để lại một chút lực lượng bản nguyên trên người Vãn Thu, hay là để lại thêm một chút nữa. Nhanh 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 đóng cửa lại. Từ sư muội có chuyện gì vậy? Đại sư huynh, chúng ta phải hành động tách biệt. Hay là đại sư huynh, huynh bây giờ còn có thể cùng muội giúp Tiểu Bạch biến thành thể hoàn thiện không? Dù sao bây giờ huynh hình như đang có nhiệm vụ trong người. Tuy rất muốn đại sư huynh cùng với muội, nhưng nếu đại sư huynh có nhiệm vụ riêng phải bận rộn thì muội cũng không thể làm chậm trễ huynh ấy. Đứa ngốc, nhiệm vụ đặc biệt của ta chính là giúp muội giải quyết chuyện của Tiểu Bạch đấy. Chuyện này đã nói với sư tôn rồi. Hóa ra là vậy à, tốt quá, chuyện của Tiểu Bạch đã có hướng giải quyết rồi. Nhiệm vụ đặc biệt của đại sư huynh cũng không phải nhiệm vụ gì sẽ gặp nguy hiểm, thật là quá tốt. Tán dương các vị thần ăn, tán dương thực thần. Chuyện này thì có liên quan gì đến thực thần chứ? Nói đến chuyện này, từ sư muội sao muội không nhờ sư tôn giúp đỡ? Đương nhiên là vì đại sư huynh huynh dễ nói chuyện. Muội tùy tiện bịa ra lý do Tiểu Bạch báo mộng cho muội, huynh đều có thể tin. Nhưng mà sư tôn cũng tin lý do này sao? Sao sư tôn lại trở nên ngốc nghếch giống đại sư huynh vậy nè? Con nhóc này đang muốn ăn đòn à? Thật ra khi Tiểu Bạch báo mộng cho muội có nói tốt nhất nên nhờ đại sư huynh, nên muội mới tìm đại sư huynh. Là vậy sao? Ừ, đương nhiên là vậy rồi. Đại sư huynh, ý của huynh là sao? Huynh nghi ngờ muội à? Ừ, muội không thèm nói chuyện với huynh. Sao ta lại nghi ngờ từ sư muội chứ? Đã như vậy thì đúng là nên tìm ta. Đại sư huynh tin rồi. Đại sư huynh của nhiên ngốc nghếch nè, hoàn toàn không thông minh như muội. Muốn vạch trần muội ấy quá. Không được không được, đến lúc thật sự vạch trần muội, con nhóc này tuyệt đối sẽ nóng nảy. Không thể làm vậy. Muội thu dọn xong rồi à? Ừ, ban đầu không phải nói là phải đến yêu tộc sao? Nên muội đã sớm chuẩn bị xong hành lý rồi. Rau cần thu cũng đã thu hết rồi, bây giờ có thể dùng trực tiếp luôn. Đại sư huynh hoàn toàn không biết lo xa, ngốc quá. Đứa ngốc này, bây giờ hình như đã cắn mắt ngốc lên người ta rồi. Sao nó dám chứ? Bây giờ xem ra sư tôn hình như cũng rất dễ nói chuyện, hơi ngốc ngốc một chút. Vậy sau này gặp nhiệm vụ gì ta sẽ đi tìm sư tôn trước. Nhưng mà ta vẫn muốn tìm đại sư huynh cơ. Tại sao nhỉ? Điều này phù hợp với những gì Triệu sư tỷ từng nói với ta về biểu hiện khi thích một người. Rốt cuộc ta có thích đại sư huynh không nhỉ? Cảm giác hình như là có hơi thích. Mê mơ cảm thấy mặt nóng quá. Không được không được, nghĩ chuyện khác đi. Lúc ở bí cảnh tiên nhân, khi đại sư huynh hấp thu bản nguyên. Trời ơi, nếu đại sư huynh thật sự không còn nữa.
Ấy chờ đã. Sao ta hình như khóc rồi? Không được, mất mặt quá. Không thể để đại sư huynh nhìn thấy. Hình như có phấn nền. Quên mang thuốc rồi. Từ sư muội, muội chờ ta một chút nữa. Đại sư huynh, chúng ta có thể lên đường. Sư tôn vẫn đang đợi chúng ta đấy. Có thể lên đường rồi, nhưng lần này hành sự phải cẩn thận một chút. Muội là đứa lỗ mãng, đừng gây ra chuyện gì đấy. Nhưng đừng sợ, cho dù có gây ra chuyện gì, ta, đại sư huynh này mãi mãi ở bên cạnh các muội. Dù sao ta cũng là đại sư huynh của các muội mà. Đại sư huynh như vậy thật đáng tin cậy, thật phong độ. Được rồi, mọi người đều đến đủ các rồi. Các con còn có gì muốn hỏi nữa không? Không có gì nữa, sư tôn. Tiểu Vân Miếu, con có gặp chuyện gì không vậy? Không có, sư tôn, con không có vấn đề gì. Vậy sao mặt con lại đỏ thế? Dạ con kích động. Vì sắp đến thiên cầu viên rồi mà. Có thể lấy được bảo vật nên kích động, mê mơ. Sư tôn, đã mọi người đều không có vấn đề gì, vậy con thấy chúng ta có thể lên đường được rồi. Các con từng người một bước vào trận pháp, ta sẽ trực tiếp truyền tống các con đến nơi xuất hiện chí bảo. Vạn sự cẩn thận, mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất. Tiểu Lạc, con qua trước đi. Lúc thu phục chí bảo, vẫn nên một mình đi thì tốt hơn, nên ta tùy tiện làm cho các con một trận truyền tống. Các con cùng qua trước đi, giải quyết xong chuyện của con hổ trắng kia rồi hãy tách ra hành động riêng. Hai đứa các con trong đầu trò có bản đồ, đến lúc đó hành động nhanh lên. Vâng, sư tôn. Chú ý an toàn. Giấc mơ của Tiểu Vân Miếu luôn khiến người ta hơi lo lắng, nhưng xét theo kết quả bói toán, hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa ta cũng đã để lại hầu thủ. Đột nhiên nghĩ ra, theo lời tên nhóc đó nói, ta nghĩ kiểu này chẳng phải là ý nói chắc chắn sẽ xảy ra chuyện sao? Xì, mới không có chuyện gì đâu. Đúng là rất hoang vu. Một mảnh đất lớn thế này, nếu lấy để trồng đồ ăn thì có thể trồng ra bao nhiêu đồ ăn ngon. Vậy mà lại không có vạn vật sinh trưởng. Mấy tên trên đó đúng là đồ xấu xa. Cho nên tứ sư muội, chúng ta phải làm sao để Tiểu Bạch trở nên mạnh hơn đây? Cái gì mà đây với đây, chẳng lẽ muội không biết sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Ta Minh Vân Miếu. Được rồi, ta không biết, xin lỗi. Hệ thống căn bản không nói cho ta biết phải làm thế nào. Nó chỉ bảo ta đến chỗ này, làm sao ta biết phải làm gì chứ? Cho nên ngay cả cái này cũng không tìm hiểu rõ. Muội đã trực tiếp lôi ta qua đây rồi. Cần gì phải giận dỗi với đứa trẻ này chứ? Cho nên đại sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Vậy thì gọi Tiểu Bạch ra hỏi thử xem. Không phải Tiểu Bạch báo mộng cho muội sao? Ồ đúng rồi. Tiểu Bạch, tiếp theo chúng ta phải làm sao để giúp ngươi trở nên mạnh hơn đây? Ngươi có biết không? Tiểu tử, lão phu cũng không biết. Cái gọi là hệ thống kia muốn lão phu làm gì? Nhưng lão phu có cảm giác, nếu thật sự phải làm gì đó, thì hẳn là ở phía hướng đó. Đang canh giữ món bảo vật kia sao? Phải nhanh lên mới được. Con bọ rùa chính xác để lại trên người đại sư huynh, dùng để định vị sẽ không duy trì được lâu đâu. Tạm thời cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Trước đây không phải không cần sức mạnh của ta sao? Bây giờ lại muốn rồi. Ta sẽ không bị ngươi ảnh hưởng khống chế nữa đâu. Đã như vậy, lúc cần thiết tự nhiên có thể lấy sức mạnh của ngươi để dùng. Sao ngươi biết ngươi sẽ không bị ảnh hưởng? Tuyệt đối sẽ không. Ngươi đơn giản biến thành con gái luôn đi. Đúng là đã lâu rồi không cảm nhận loại cảm giác này. Luồng khí tức để lại trên người đại sư huynh dùng để định vị, có lẽ sẽ không duy trì được lâu, phải nhanh lên. Ma pháp để lại trên người đại sư huynh dùng để định vị, hình như không chịu được nữa rồi, phải nhanh. Ma pháp tăng cường siêu cực đại hóa, ra đi Tiểu Hồng Vương. Chúng rồi, Tiểu Hồng Vương. Mọi người xem hết video cho mình một like cộng đăng ký kênh. Thấy hay thì comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.